chào buổi sáng nha các bạn ơi. Hôm nay là ngày thứ ba em tắc kè con này đỡ ở nhà mình rồi. Có vẻ dữ dằn hơn nè, há miệng ra. Bây giờ cho ăn sâu thử ca nào. Tưng tưng. Ồ, há miệng. Mom mom mom. Vẫn không ăn sâu. Ồ, đầu bắt đầu có mấy màu cam cam đậm. Đuôi thì trắng đen sọc, trắng đen sọc, trắng đen. Ồ, há miệng rất là dữ nha. Con tắc kè này dữ vô cùng luôn á. Con tắc kè mẹ của nó dữ lắm. Thò chân vô nó cắn, thò tay vô nó cắn rồi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Hôm nay là ngày thứ ba của em nó. Chạy rất là nhanh ha. Ồ. Cắt kè, cắt kè. Tắc kè. Coi đến khi lớn em nó sẽ thay đổi như thế nào nhỉ. Ồ, đang há miệng kìa, dữ dằn không. Ồ, có vẻ em cũng ăn sâu này đây này. Cắn một con sâu chết ngay đây. Ồ, dữ quá nhờ. Nhìn giống như là con rắn vậy. Nhưng mà có một chấm màu đỏ, màu trắng nhìn rất là hay. Đúng là giống như tắc kè hoa vậy. Hẹn gặp lại em ngày mai nhá.